11 ứng cử viên mong muốn thay thế vị trí của 3 thành viên hội đồng thành phố Westminster trong cuộc bầu cử bãi nhiệm đặc biệt. Trong năm 2020, các cử tri thành phố Westminster sẽ có nhiều cơ hội để chọn ra các ứng cử viên thích hợp cho hội đồng thành phố. Họ sẽ tham gia các cuộc bầu cử sơ bộ và tổng quát cùng với một cuộc bầu cử bãi nhiệm đặc biệt riêng biệt vào ngày 7 tháng 4. Cuộc bầu cử bãi nhiệm này sẽ quyết định liệu 3 thành viên hội đồng đương nhiệm gồm có nghị viên Kimberly Hồ, nghị viên Charlie Nguyễn, thị trưởng Trí Tạ có được thay thế hay không. Tuy nhiên, trước khi cử tri có thể quyết định việc chọn một ứng cử viên có tên trong danh sách bầu cử, thì cử tri sẽ phải chọn có hoặc không đối với phần câu hỏi có đồng ý bãi nhiệm thành viên đang đương nhiệm hay không. Dù cho một ứng cử viên thay thế nhận được nhiều phiếu bầu nhất, kết quả này sẽ trở thành vô nghĩa nếu như đa phần các cử tri chọn không cho yêu cầu bãi nhiệm. Theo tờ Voice of OC, thì cuộc bầu cử bãi nhiệm trên là kết quả của một phong trào của nhóm chính trị Westminster United được thành lập với mục tiêu là bãi nhiệm bà Kimberly Hồ, ông Charlie Nguyễn, thị trưởng Trí Tạ. Và nhóm này nhận được sự ủng hộ tài chính của ông Hoàng Kiều, một tỷ phú người Mỹ gốc Việt.